mấy bữa giờ buổi chiều biển rất là đồng, không có tắm biển được. Có buổi sáng là trời còn êm dịu. Mùng năm Tết mọi người đang còn thưởng thức không khí Tết nên là chưa có đi tắm biển nhiều. Đây dư âm của sóng buổi chiều vẫn còn đây. Biển bây giờ thì nó cạn rồi, và đi ra xa thì mới sâu được, nhưng mà buổi chiều sóng to lắm. Thích biển quá đi. Biển Nha Trang biển buổi sáng vui lắm, có nhiều hội các ông các bà đi tắm biển, rồi đặc biệt là các ông tập thể dục, đi tập thể dục rồi đi bộ rồi hú nhau rồi tắm, một lần tắm là hú nhau hú. Đây khu vực kỷ niệm hồi xưa là hay chơi bóng chuyền cùng với các bạn cấp 2. Các bạn cấp 2 sáng nào cũng 5 giờ đi bộ rủ nhau đi tắm biển, đi ra đây đánh bóng chuyền.